Xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của IBC TV cho chương trình tin tức tổng hợp đầu ngày. Thưa quý vị, bản tin đã cho hay là British Columbia của Canada đã tạm thời phi hình hóa một số cơ sở cũng như là sở hữu ma túy. Chính phủ cho biết vào hôm thứ Ba, Canada sẽ tạm thời phi hình sự hóa việc sở hữu một số loại ma túy bất hợp pháp như cocaine, MDMA và opioid để người lớn sử dụng cho mục đích cá nhân ở BC nhằm giúp giải quyết vấn nạn lạm dụng ma túy đang gia tăng ở tỉnh này. Theo một tuyên bố chính thức, thì các chất này sẽ vẫn là bất hợp pháp, nhưng những người lớn bị phát hiện sở hữu tới 2.5 gram, bất chấp là bất hợp pháp, sẽ không còn bị bắt, bị buộc tội hoặc là bị thu giữ ma túy. BC là tỉnh cực Tây của Canada và cũng là tâm điểm của cuộc khủng hoảng dùng thuốc quá liều của đất nước, đã yêu cầu chính phủ liên bang miễn trừ như vậy vào tháng 11. Việc miễn trừ lần đầu tiên tại Canada nhằm giảm kỳ thị liên quan đến việc sử dụng chất kích thích và giúp mọi người dễ dàng tiếp cận cơ quan thực thi pháp luật và các cơ giới, chức năng khác để có thể tìm kiếm sự hướng dẫn. Những người hâm mộ hoàng gia cắm trại dọc theo trung tâm mua sắm London trước đại lễ Bạch Kim. Những người hâm mộ hoàng gia cắm trại dọc theo trung tâm mua sắm London để bảo đảm một vị trí xem lễ kỷ niệm đánh dấu đại lễ Bạch Kim của nữ hoàng. Nước Anh đánh dấu kỷ lục 70 năm trên ngai vàng của nữ hoàng Elizabeth trong tuần này với 4 ngày kỷ niệm, từ những cuộc diễn hành quân sự tới những bữa tiệc đường phố và buổi hòa nhạc bên ngoài cung điện Buckingham. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, 96 tuổi, đánh dấu 7 thập niên lên ngôi vào tháng 2 và 2 ngày nghỉ lễ được đành để tạo ra 4 ngày cuối tuần cho những sự kiện trên toàn quốc kỷ niệm triều đại của bà từ ngày 2 tới ngày 5 Tây tháng 6. Các khán giả dừng lều sau hàng rào chắn dọc trung tâm mua sắm, diễn ra lễ diễn hành mừng sinh nhật của nữ hoàng vào thứ Năm, sau đó sẽ tổ chức cuộc thi hoa hậu vào hôm Chủ nhật tuần này. Nga đã kiểm soát phần lớn thành phố Severodonetsk. Quan chức của Ukraine đã nói rằng lực lượng của Nga hiện kiểm soát phần lớn của thành phố Severodonetsk, miền đông của nước này, nhưng bác tin quân đội Ukraine sẽ bị bao vây. Thật không may, hôm nay lực lượng của Nga đã kiểm soát phần lớn của thành phố. Theo Serhiy Gadai, là thống đốc của tỉnh Lugansk, miền đông của Ukraine, hôm ngày 31 tháng 5 đã thông báo, chỉ vài giờ sau khi xác nhận phía Nga đã kiểm soát một nửa thành phố. Lực lượng của Ukraine đang bình tĩnh tổ chức phòng thủ ở những vị trí mà họ kiểm soát. Thành phố giai đoạn này có 90% nhà cửa bị hư hại, trong đó thì 60% gần như là không thể khôi phục. Tất cả các cơ sở hạ tầng quan trọng bị phá hủy. Gadai cũng cho biết thêm, bây giờ không có khả năng rời Severodonetsk, rất là rủi ro. Theo Roman Valesco, quan chức tại đây cũng thừa nhận gần như toàn bộ các khu định cư nông thôn xung quanh thành phố hiện là do phía Nga kiểm soát. Bình luận này đồng nghĩa các tuyến đường rút quân của lực lượng Ukraine đang bị thu hẹp. Dự thảo quy định về bạo lực gia đình, quấy rối tình dục gây tranh cãi. Báo chí Việt Nam tường thuật rằng dự thảo bộ quy tắc ứng xử về phòng chống quấy rối tình dục ở nơi làm việc đã được Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Thương mại Công nghiệp Việt Nam đưa ra. Đây là phiên bản cập nhật của bộ quy định cũ ban hành năm 2015. Cùng ngày, báo chí trong nước đưa tin về buổi thảo luận của đại biểu Quốc hội về dự án luật phòng chống bạo lực gia đình đã được sửa đổi. Viết về dự thảo quy tắc phòng chống quấy rối tình dục nơi làm việc, báo giới có hạng tựa giống nhau cảnh báo rằng việc nhìn người tình nháy mắt liên tục được xem là quấy rối. Về dự phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, báo chí đã rút tựa trong suốt ngày khen hàng xóm xinh đẹp cũng là bạo lực gia đình. Đây là phát biểu của nữ đại biểu Quốc hội Phan Thị Mỹ Dung khi bà đề nghị xác định rõ những hành vi gây khủng hoảng tâm lý tinh thần trong gia đình. Những bài tường thuật này của báo giới đã dẫn đến nhiều ý kiến châm biếm trên mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra sợ hãi vì dự thảo quy định phòng chống quấy rối tình dục vì đồng chạm tới những điều vốn được xem khá bình thường trong đời sống hàng ngày. Vụ kiện nghệ sĩ Dưa Leo kết thúc, báo Nhân dân đã rút các bài viết. Theo ông Nguyễn Phúc Gia Huy, hay còn gọi là nghệ sĩ hài độc thoại Dưa Leo, hôm ngày 1 tháng 6 của năm nay đã đăng tải thông tin trên Facebook cá nhân cho biết, vụ kiện của ông với báo Nhân dân đã kết thúc và tờ báo này rút các bài viết liên quan đến ông trên báo Mạng Sướng. Vào trưa ngày 1 tháng 6, khi các phóng viên thử truy cập các đường link của các bài viết có liên quan đến ông này trên mạng báo Nhân dân, thì hiển thị dòng chữ không tìm thấy nội dung, cho thấy những bài này đã bị rút xuống. Ông Gia Huy từ chối tiết lộ thêm về chi tiết của vụ kiện này.
Phóng viên chúng tôi cũng gọi cho số điện thoại của báo Nhân dân và đề nghị xác nhận thông tin về vụ kiện. Tuy nhiên thì người trực máy cho biết đây chỉ là số của tổng đài tờ báo và đề nghị chúng tôi gọi lại sau. Hồi giữa tháng 1 của năm ngoái thì nghệ sĩ Dư Leo đã đăng tải một video lên kênh YouTube cá nhân cho biết ông đã nhờ đến luật sư để yêu cầu tờ báo Nhân dân phải cải chính xin lỗi vì viết bài báo xúc phạm ông. Trước đó không lâu thì tờ báo là cơ quan của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã đăng bài viết của tác giả Việt Quang với tiêu đề Nấp bóng truyền bá tri thức để kích động chống phá đất nước, để công kích nghệ sĩ hài độc thoại Dư Leo nhưng không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào thêm. Giúp cho cư dân khó khăn, Los Angeles mua lại chung cư khi tiền thuê tăng 250%. Theo bản tin từ Nhật báo Người Việt, trong phiên điều trần ngày 27 tháng 5, Hội đồng thành phố LA quyết định mua một căn chung cư tại Chinatown trước tình trạng chủ nhân tăng giá cao khiến khó khăn cho những người thuê nhà. Trong cuộc bỏ phiếu với kết quả 12-0, Hội đồng yêu cầu giới chức nhà đất thẩm định lại giá cả khu chung cư Hillside Villa, một khu gồm 124 căn tại phía bắc trung tâm thành phố, sau đó sẽ đưa ra giá thuê nhà dựa trên nghiên cứu này. Việc quyết định trả giá mua chung cư được đưa ra trong bối cảnh nghị viên Gil Saldillo, đại diện Chinatown và lên tiếng bảo vệ quyền lợi người thuê nhà, đang thực hiện chiến dịch tái tranh cử đầy căng thẳng với nhà hoạt động Unicef Hernandez. Trong khi đó, theo những thông tin về giá bán, tình trạng tòa nhà và liệu có một tỷ lệ nhỏ người thuê bị đuổi hay không thì chưa được xác nhận. Ước tính ban đầu cho biết chi phí mua và cải tạo tòa nhà Hillside Villa lên tới khoảng 60 triệu Mỹ Kim, trong khi luật sư chủ tòa nhà cho biết chi phí thực sự có thể lên tới 90 triệu Mỹ Kim. Kính thưa quý vị, và đó cũng là bản tin cuối trong chương trình tin tức tổng hợp đầu ngày của đài truyền hình IBC TV. Tuyết Nha và Hà Anh xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả quý vị khán thính giả, cũng như các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Chúng tôi cũng xin kính chúc cho quý vị và những người thân yêu một ngày mới sẽ gặt hái được nhiều thành công và vô lượng an lạc. Sau đây sẽ là nhiều chương trình của đài. Rất mong quý vị tiếp tục đón xem và ủng hộ.